không thể giành chiến thắng ở cả hai vòng đấu vừa rồi trong đó để thua một Eintracht Frankfurt đang ngày càng tụt lại trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu. Cụ thể lúc này thầy trò huấn viên Oliver Glasner đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với chỉ 28 điểm sau 19 vòng đấu, cùng khoảng cách với top 4 đã được tạo ra là 3 điểm. Trong hoàn cảnh như vậy, niềm tin dành cho Eintracht Frankfurt đang bị ảnh hưởng rất nhiều và ngay như vòng tới đây dù chỉ phải chạm trán đối thủ dưới cơ là Bielefeld, thế nhưng thầy trò huấn viên Glasner cũng không nhận được nhiều hy vọng cho một kết quả tích cực dù còn có thêm lợi thế sân nhà nơi đã chứng kiến 3 chiến thắng ở 4 trận vừa qua, đã thế ở phía đối diện dù bị đánh giá thấp hơn và cũng đang có vị trí không tốt khi đứng tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 18 điểm sau 19 trận. Thế nhưng điều khiến Bielefeld tạo được sự tin tưởng lớn hơn so với đội chủ nhà là nhờ phong độ tích cực đã thể hiện thời gian gần đây khi trải qua 4 vòng đấu liên tiếp bất bại trong đó còn giành tới hai chiến thắng. Bên cạnh đó dù phải làm khách nhưng hai trận có điểm liên tiếp khi xa nhà vừa rồi lại thêm thành tích bất bại ở hai qua ba lần làm khách gần nhất của Eintracht Frankfurt rõ ràng vấn đề sân bãi cũng không phải trở ngại quá lớn với đội bóng này. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái cũng thể hiện sự ủng hộ hơn với Bielefeld khi chỉ xếp Entrek Frankfurt ở kèo chấp 3/4. Ngoài việc không có gì nổi bật so với những lần tiếp đón Bielefeld gần đây thì mức kèo này cũng không thể hiện được vị thế mà họ đang có trước đối thủ. Chính vì vậy mà đội khách mới là cái tên đáng để kỳ vọng hơn ở cuộc đọ sức sắp tới. Trong một diễn biến khác, xu hướng cởi mở đang được cả hai thể hiện thời gian vừa qua. Điều này giúp cho niềm tin và khả năng xuất hiện kịch bản bùng nổ của trận đấu tăng lên. Trên thị trường, việc nhà cái xếp kèo tài xỉu lên tới 2-3 4 cũng thể hiện quan điểm đó, vì vậy mốc trên cũng rất được trông đợi cho phương diện này của trận đấu. Trong khi đó tại giải Ngoại hạng Anh, ngay lượt trận sớm nhất vòng đấu cuối tuần này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng là Watford và Norwich. Hiện tại với 14 điểm sau 19 trận, Watford đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, trong khi Norwich xếp ngay sau với chỉ một điểm ít hơn nhưng đã chơi 21 trận. Với hoàn cảnh như vậy, Phần lợi thế cho Watford đang lớn hơn đôi chút, thế nhưng thực tế là cũng không đáng kể, đặc biệt là nếu xét về mặt phong độ, họ còn tỏ ra thất thế hơn so với đối thủ. Bằng chứng là 7 vòng đấu liên tiếp vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Claudio Ranieri chỉ giành được một kết quả hòa còn lại toàn thua. Đấy là chưa tính thêm một thất bại ở cúp liên đoàn xen kẽ đó. Hơn nữa dù sẽ được chơi trên sân nhà ở trận đấu này, thế nhưng chứng kiến thành tích bết bát khi đã thua tới 6 qua 7 trận gần đây vì Crotro cũng không phải điểm tựa để trông đợi đã thế việc một loạt trụ cột đang phải phục vụ tại can cũng như vắng mặt vì chấn thương và dịch bệnh cũng khiến tình hình càng trở nên đáng báo động với thầy trò huấn viên Ranieri. Trái lại ở phía đối diện dù gặp phải bất lợi về vị trí trên bảng xếp hạng nhưng xét về phong độ những gì mà Norwich đã thể hiện thời gian gần đây đang tạo ra hy vọng lớn hơn nhiều. cụ thể là ở ba trận gần đây họ đã có hai chiến thắng trong đó đặc biệt quan trọng là chiến thắng 2-1 trước Everton cuối tuần vừa rồi để chấm dứt mạch toàn thua cả 6 vòng đấu liên tiếp trước đó với tín hiệu tích cực như vậy rõ ràng Norwich đang càng khiến áp lực cho Watford tăng lên ở trận đấu này. Tuy nhiên diễn biến đầy bất ngờ trên sàn giao dịch châu Á đang khiến tình thế đảo chiều khi nhà cái vẫn xếp đội chủ sân Vicarage Road ở kèo chấp lên tới 1 phần 2 cho cuộc đọ sức sắp tới. Nên nhớ trong quá khứ hiếm khi họ chấp tới mức kèo như vậy khi tiếp đón đối thủ này. Lại trong bối cảnh mà chuyên môn bị nghi ngờ, rõ ràng là vẫn có hy vọng dành cho thầy trò huấn viên Ranieri ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng chứng kiến phong độ nghèo nàn mà cả hai đã thể hiện thời gian qua, đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản tưng bừng lưới dung ở cuộc đọ sức tới đây là rất thấp. Tuy Tuy nhiên bất ngờ là trên thị trường nhà cái vẫn xếp mức kèo khá cao là 21 phần 2, vì thế mà chưa hẳn đã hết hy vọng vào mốc trên ở trận đấu này. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net